Xin chào các bạn. Ngay trước mặt chúng ta là có đến hai chiếc Range Rover. Hai chiếc Range Rover phiên bản ngoại thất Black Edition đời 2018 luôn. Chiếc chưa biển và một chiếc đã có biển. Wow, cực kỳ đẹp luôn anh em ơi đấy. Wow, hai chiếc màu đen. Đều là phiên bản Longwell Bay. Autobio Longwell Bay 5.0 lít. Wow, quá đẹp luôn. Wow. Đen. Không thể đen hơn. Một chiếc đã vừa đi mất rồi. Còn lại một chiếc. Ngoại thất full đen luôn, đen kịt luôn. Lưới tản nhiệt sơn đen, mâm sơn đen. Lưới tản nhiệt sơn đen này. Cản trước đen này. Mâm cũng đen này. Đèn bóng một màu luôn. Logo Longwell Bay. Mâm được sơn đen, kích thước 22. Đời 2018. Mình mua xe ạ. Mua cái đi phê phải. Có tiền là mua ngay. Chiếc này dùng động cơ V8 5.0 lít supercharged. Công suất khoảng ngoài có một chiếc Lexus LS 500H. V8 5.0 lít supercharged, công suất đâu đó khoảng 500 mã lực. Phiên bản SV thì nó mạnh 550 PS, chiếc này là 500 PS. Nó khoảng 490 mấy mã lực. Chiếc này các bạn thấy nó full một màu đen luôn. Trong ngoài đều trước sau đều đen xì luôn các bạn thấy, đen bóng. Lưới tản nhiệt cũng được sơn đen các bạn. Logo cũng được sơn đen. Đến những cái chi tiết ở bên trong cụm đèn pha này cũng được sơn đen luôn. Chung là cực gấu luôn anh em. Đẹp xuất sắc. Nóc đen. Autobio. Cụm đèn hậu thiết kế kiểu 3D. Cực kỳ đen. Rất ấn tượng rồi các bạn. Chiếc này có giá đâu đó khoảng 14 tỷ tại Việt Nam. Ra biển trắng thì nó sẽ còn đắt hơn nữa. Mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.